Ngày 23 tháng 4, huyện Kim Động đã tổ chức trao hỗ trợ trên 23 tấn gạo cho hộ nghèo chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc vận động toàn dân ủng hộ gạo hỗ trợ hộ nghèo trong phòng chống dịch COVID-19, huyện Kim Động đã trao hỗ trợ gạo cho 750 hộ nghèo, mỗi hộ 30 kg, nguồn gạo là do các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hào tâm ủng hộ. Đây là việc làm ý nghĩa, kịp thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo có thêm nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.